Có những người mình trái chiều mà nhìn vào cái chuyện này. Có nhiều người ở trong tôn giáo, đạo giáo tu kiểu sao không hiểu mà nói gì. Cái này là dị đoan, thấy không? Coi bối là không đúng. Dị đoan là coi bối không đúng. Một mình nói một cái chuyện vậy thôi, rồi bây giờ giống như mình nói em bé mới 4 tuổi thôi. Tôi thì tôi không có nghĩ vậy. Bị cái này là cái trực giác của mỗi em bé đều có một cái suy nghĩ rồi trực giác nói ra. Yeah. Thấy không? Có những cái nghĩa là đâu phải nó cố tình. Cái sự ngây thơ hồn nhiên của những đứa trẻ mà mình đi nhìn vào đó làm cái gì. Bây giờ nói cái chuyện cố tình nè, phải nên nói nè. Yeah. Cái này mới là nên nói nè, cái này mới là dị đoan nè. Tự nhiên là tiên tri nói năm 2000, thấy chưa? Rồi mất không khí, mất ở đâu? Rồi ngày 14 tháng 10, tiên tri gì đó, rồi gà ngựa gì tùm lum, rồi mèo chuột gì đủ thứ chuyện mà đó mình thấy. Thấy chưa? Một khi mình nói rồi người ta quan má, cái này mới là dị đoan, mới dữ dội, cái này còn hơn coi bối nữa. Yeah. Nhưng mà lại không thấy cái sai một việc. Không phải là nhiều cái vị thầy tu gì đâu tu không hiểu. Mà nói em bé này có những cái cũng dị đoan vậy. Mình nói dị đoan á. Thì bây giờ mình suy nghĩ là trong các tôn giáo, đạo giáo tu nó hết. Nếu mà người nào không dị đoan là không bao giờ dám đi tu. À, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa chú hai, thì ngày hôm nay con cùng với anh Quang Thiện thì hai anh em cũng lặn lội đường xa đến nhà chú hai, và mong chú hai chia sẻ một câu chuyện gì đó về bé Tường Lam mà trong thời gian qua rất nhiều người đang theo dõi. Thì theo chú hai, như chú hai có thể chia sẻ cho bà con mình biết một số vấn đề gì đó về bé Tường Lam cho chú hai. Bây giờ nói thấy em bé Tường Lam thì nói cho chú nghe. Bây giờ mình nói em bé nó có ba cái điều tốt. Mình nói cái chuyện thực tế thôi, không có nói cái vụ quá khứ gì. Cái tốt thứ nhất đó, là em bé biết ăn chay, tự giác ăn chay chứ không phải là người khác ép ăn chay. Thành ra cái đó là mình biểu dương. Thứ hai là về vấn đề em bé biết đọc kinh, mà đọc kinh mà cái trực giác nhớ rất là nhanh. Đó là thứ ba là em bé biết khuyên người làm cái thiện, biết khuyên người người ta thiện. Thì mình nói ba cái việc đó. Rồi mình nói quan trọng tới cái vấn đề ăn chay đó, là tự giác ăn chay. Thì bây giờ mình nói cho một cái tự giác ăn chay trước nhất. Có những người người ta chia sẻ trên đó, người ta nói em bé ăn chay là cái việc bình thường. Nhưng mà suy nghĩ lại cho kỹ, không phải bình thường. Cái bình thường là cái bình thường vậy nè. Có những người người ta ăn chay, thì em bé, có những em bé ăn chay, nhưng mà em bé này nhiều em bé ở mồ côi rồi quý thầy đem về nuôi. Thì em bé này, các em bé này được tập ăn, tập ăn ở chùa mà đâu có đồ mặn, tập ăn chay. Rồi cho tới lớn rồi thì tự nhiên là phải ăn chay. Đó, mấy em bé đó là nghĩa là được tập ăn chay. Thì cái chuyện đó là bình thường. Còn ví dụ mình tự giác ăn chay, giống như người đang chay, biết tu, đang mặn mà mình bỏ ăn qua ăn chay là cái này không phải bình thường. Người lớn mà muốn bỏ cũng căng lắm chứ không phải việc nhỏ. Mà em bé này nó ăn chay là cái chỗ này mà không có bình thường. Mà thậm chí giờ những người tu đó, tôi nghĩ là cũng chưa có ăn nổi. Chưa có ăn được như em bé này là cái chuyện này nè, là mới là để ý. Em bé ăn chay mà lại là ăn với chuối. Đó, bây giờ nói tới cái việc mình nó ăn chay bình thường đó, mình ăn với chuối đi. Đó, ai nói ăn chay bình thường ăn với chuối ha, ăn vài bữa đi, rồi thử coi đi nổi không biết. Đó, nói chuyện đâu phải đâu, chuối với cơm. Đó, ăn chuối với cơm, khó ăn ha. Mà ăn vậy là mình thấy. Thì cô giáo bây giờ cũng thừa nhận là em bé mỗi lần đi học thì cũng mang chuối với cơm vô trường ăn. Ăn vậy đó. À, đó thì mình thấy cái việc đó nó không phải là bình thường. Là nó một cái em bé mới có 4-5 tuổi gì đó mình không biết. Nhưng mà nó có một cái trực giác. Là từ cái vấn đề nó tự giác nó ăn chay. Nhưng mà ăn chay của nó là ăn chay đặc biệt.
chứ không phải ăn chay mà giống như mấy người kia. Có những người mình nói ăn chay rồi đó, có nhiều người ăn chay nhưng mà sáng thì 2-3 món. Dạ, rất nhiều món ăn ha. À đúng rồi, chiều cũng là 2-3 món. Thay đổi rồi. Rồi thì rất nhiều món ăn. Nhưng mà lại rồi mình nói có khi ăn bữa nay thì ngày mai lại đổi. Dạ. Đó, ăn bữa nay rồi ngày mai đổi luôn. Đó là cái chuyện đó. Nhưng mà có khi nữa là có những cái cơ mình nói là có những người tu rồi đó, họ muốn ăn chay dữ lắm nhưng mà ăn cũng không được. Dạ. Thì mình thấy chứng minh là có một số là tại sao không được. Mà có người thì họ ăn chỉ có 10 ngày. Có người thì ăn có 6 ngày, có người thì ăn 4 ngày. Là họ ăn liên tục 30 ngày họ ăn không nổi. Như dạ. Con thì con cũng ăn chay, tập ăn chay được 6 tháng. Rồi cuối cùng ăn không nổi. Ờ đó, bởi vì đâu rồi, phải ai mà cũng ăn được mà ăn chay mà lúc chú ăn đó đâu phải chú ăn với chuối đâu. Dạ, dạ. Ăn món này món kia đó mà ăn còn muốn đi còn muốn không nổi. Ờ đó. Không nổi. Ăn với chuối đó kể như vài bữa rồi thôi. Dạ. Dễ ngán rồi dạ. Khó ăn. Mà đặc biệt thấy bé Tường Lâm em ăn cơm với chuối mà da vẻ rất là hồng hào và ngộ nghĩnh thế vậy. Đúng rồi, dạ. Mình thấy một cái chuyện lạ đó. Em bé ăn chay mà nghĩa là mình thấy tự giác ăn vậy thôi mà ăn đặc biệt. Dạ. Thành ra cái ăn chéo ăn chay của em bé này thì mình mới nói là cái cách ăn chay rất là đặc biệt. Dạ. Thành ra ai mà nói ăn bình thường đó thì bây giờ suy nghĩ là cái vấn đề ăn cơm với chuối chứ không phải ăn với tàu hũ tương trao. Nhưng mà ăn thường tàu hũ tương trao và rau cải này nọ kia thì xào khó nấu thì cái chuyện đó là bình thường. Thế chứ bây giờ mình nói là thậm chí bây giờ mình nói xin lỗi nha, mình nói nghe nó hơi đụng chạm với quý thầy bây giờ xuất gia ông chùa đó. Mà quý thầy nào bây giờ lỡ ăn mà như vậy đi ăn chừng tuần lễ đi. Trời ơi, cũng khó ăn lắm. Ôi chứ khó lắm rồi chứ không phải mình nói. Bây giờ mình nói thậm chí thêm cái kỳ kỳ nữa. Chú thấy cái người mà bên tu mà Nam Tông đó chứ thấy không? Bây giờ người ta còn, có những người người ta còn ăn tam tịnh nhục. Xuất ra rồi đó mà còn ăn tam tịnh nhục đó. Chứ đừng có nói chuyện, đừng có nói bình thường. Không có bình thường nữa đâu, cái chuyện này nó không có bình thường. Thành ra cái không bình thường là cái chỗ ăn với chuối. Đó không? Mà nó tự cái con người tự giác ăn. Chứ không phải là mình bị nghĩa là tập ăn. Không phải là tập ăn. Mà là tự giác nó ăn, chứ không phải là tập ăn, không phải cha mẹ tập ăn hay là vô chùa rồi quý thầy tập ăn. Cái này là không phải, cái này là trực giác nó tự, nghĩa là nó tự giác nó ăn. Thì mình thấy đó là cái một việc nói ăn chay đặc biệt. Bây giờ qua tới một cái việc nữa, là cái việc thuộc kinh. Có những người người ta nói kinh sách là thuộc này, cái chuyện cũng bình thường nữa. Cũng nói bình thường nữa, nhưng mà cái bình thường chỗ nào mới được. Thấy không? Yeah. Bình thường là ví dụ mình xem nhiều lần. Yeah. Mình xem nhiều lần, mình đọc tới đọc lui rồi mình thấy mình mới thuộc. Nhưng mà có những lúc em bé này người ta, em bé này mình phải nói em bé nói có khi những cái trực giác em bé hiểu. Rồi em bé đọc cái chuyện đó thì người ta, nhiều người người ta không có tin. Yeah. Nhưng mà theo quan niệm của tôi thì tôi nghĩ vậy nè. Cái con người nó làm như mình nói, nó giống như nó có cái tiềm thức ẩn sẵn rồi. Yeah. Tự nhiên giờ bữa nó thấy cái quyển kinh vậy, hay mình thấy một cái gì ở trên mạng YouTube gì cũng được. Yeah. Thì cái trực nhớ, cái tiềm thức nó nổi vậy, cái tự nhiên nó thấy rồi nó đọc rốt theo, mà là mau nhớ đó. Cái bộ não nó mau nhớ. Rồi, bởi vì tại tôi suy nghĩ vậy nè. Hồi đó tôi có đi xem hát cải lương. Mà bây giờ tôi cũng có nghe nhiều nghệ sĩ người ta kể cái vụ này nè. Yeah. À, có cái cô Diệu Hiền đó, cổ kể gì nè, cổ nói lúc mà lên sân khấu hát đó nhiều khi cái rồi gấp quá, đâu có cái hát mà cái bằng hát đó, cái hát show đó, yeah. Kêu qua đóng vai thế, cổ đâu có thuộc tuồng, yeah. Không có thuộc, đâu có thuộc bài tuồng gì đâu, lên bây giờ cái đứng sao có người ghèm nhắc cái nội dung vậy thôi, rồi tự nhiên mà ca hứng vậy thôi. Hứng lên mình đưa một cái đề tài ca đại vậy đó, là ca đẻ vậy thôi, là tự nhiên vậy mà nó cũng vô nhịp vô này vô kia. Thấy không? Nó cũng có bài bản, thành nó cái đó là cái gì? Là cái khiếu bẩm sinh. Cái khiếu bẩm sinh của cái người nghệ sĩ. Thấy không? Chứ không phải là ai cũng vậy, có những người mà học tới học lui, rồi ca khi còn trật nhịp, tôi thấy không? Đi thi nè, rớt lên rớt xuống. Nữa. Đâu phải tự nhiên mà nói cái khiếu người ta bẩm sinh, là khi người ta cất cái chuyện hay là người ta lên sân khấu người ta hát rồi cái tự nhiên. Thấy không? Tự nhiên người ta nghĩa là người ta trở thành một cái nghệ sĩ. Nghĩa là
ai thấy cũng thích. Dạ. Nhiều người thi là chú thấy không, lên thi mình thấy giờ lên đài truyền hình chú thấy không, thi rớt hoài. Nhiều người thi một nó là mấy trăm người thi rốt cùng được có đâu có chừng 5-7 người. Dạ. Thấy không? Nhưng mà những người nghệ sĩ đó chú thấy người ta có xíu nghệ sĩ. Dạ. Đó là chú thấy bây giờ mình bình luận mình nói Minh Dương nè, rồi Lệ Thủy nè, mình nói dụ những người đó Minh Phụng rồi mình nói mà với Diệp Lan rồi này nó Út Trà Ôn rồi mình nói dụ, đó là người ta có cái khiếu nghệ sĩ bẩm sinh. Dạ. Nên nghĩa là khi phù hợp vào cái việc nghĩa là của người ta phát dương rất là nhanh. Yeah. Thì em bé này nó cũng y vậy. Nó có một cái khiếu, là cái khiếu nghĩa là đọc kinh sách. Nên nó xem vấn đề kinh sách, là tôi thấy không, nó đọc lào lào luôn. Mà nếu bây giờ chú đưa qua mấy bài ca không chừng nó không thuộc. Yeah. Và thành ra mình mới thừa nhận cái nào nó ở một cái duyên, cái nào thì nó sáp vào cái chỗ đó người ta khiêu. Người ta nói là cây nào thì nó ra lá nấy vậy, trái cây nào nó ra cây trái đó. Thì cái là do cái khiếu của nó, mỗi người có một cái khiếu, thấy không? Mà khi nó phù hợp vào cái khiếu nó mới phát dương được. Yeah. Chứ không phải nói mà mình nói bình thường đâu, không phải bình thường, cái chuyện làm gì bình thường. Yeah. Những người mà bây giờ nghệ sĩ nè, bây giờ biểu tụng kinh, mấy người đó có cái khiếu người ta hát hay đó, nhưng mà có một cái qua tụng kinh chưa chắc gì làm được. Học cũng lâu lắm, tụng cũng thấy vậy. Yeah. Chú thấy nhiều nghệ sĩ nghĩa là lên là tụng kinh là nghe không có hay. Mà cái cô Phương Nhung mà cô chết rồi đó, mà cô tụng kinh và chú Đại Bi nghe, trời ơi, nghe hay lắm. Đó, mình thấy là mấy thầy, nhiều thầy cũng vậy. Quý thầy mà tụng kinh nghe biết, nhưng mà bắt cái ông thầy Thích Trí Thoát đó nha. Cái kinh của ông Thích Trí Thoát tụng đó, nghe rồi nghe hay lắm. Cái đó là cái khiếu bẩm sinh. Chứ không ai vô chùa tụng cũng hay vậy. Thấy chưa? Là mình thấy giờ nghe là nghe kỹ là em bé nó tụng, mà bữa nào mình bắt mình nghe kỹ thì ngồi nghiêm nghiêm rồi mình nghe từ văn tự và cái lời nghe rất là hay, lưu lót. Yeah. Nghe thấy hay hay. Yeah. Thì nhiều khán giả nó bảo rằng là bé do mẹ dạy. Oh. Nhưng mà mẹ dạy thì ai tính là dạy con mình, tại sao con của mình nó không được như bé? Thì phải phân biệt cái lại vấn đề đó. Đúng không chú ơi? Tôi nói chuyện đời mình nghe nha. Yeah. Sinh con ra nó ai cũng thích cho con mình đi học. Yeah. Học lấy cái gì chú biết không? Lấy cái bằng kỹ sư, lấy cái bằng bác sĩ. Yeah. Rồi lấy cái bằng đi mà làm này làm kia đó, nghĩa là làm cái gì để mà cho có cái tiền, đó. Để mà mình làm giàu mình có người ta. Yeah. Chứ không ai mà đi học kinh đặng đi vô chùa tu rồi. Yeah. Cái chuyện đó cha mẹ không ai phải. Tôi nói thiệt cái vấn đề đó mình phải nói đi. Yeah. Mình phải nói là chỉ trừ ra những cái gì là ví dụ mình nói là những cái nhà đó là mình nói giống như là mình nói lỡ như gia đình có cái ông đó ông xuất gia rồi giờ ông khuyên về ông khuyên con cháu ông thôi giờ đi tu đi ông về ông khuyên vậy thôi chứ đừng có mình nói cái chuyện không phải vậy. Cha mẹ là ông bé là một cái cha mẹ người bình thường, người ta có dạy con người ta không có dạy tu đâu. Tôi không có nghĩ vậy, mình không nghĩ vậy, thấy không? Mà chú phải nghĩ rằng cha mẹ nó là người bình thường. Chỉ có người đi làm trong việc nhà nước hay làm công ty gì đó, chứ đâu phải là cái người mà đi tu. Yeah. Thì bây giờ nói mà dạy con mình đi học kinh đạo là cái chuyện nó nghịch lý rồi. Yeah. Cái chuyện đó nó không có đúng. Thấy không? Không có đúng. Sai 100% sai. Mình suy nghĩ kỹ rồi đã nói. Mà chứ chắc mình dạy con mình học được kinh nữa. Không phải. Con... Bây giờ không có dạy chứ. Nó thẳng là không có dạy. Mà có dạy là dạy chuyện khác. Yeah. Thấy không? Có thể dạy nó là dạy những cái chương trình múa hát để cho người ta khen, hay là hoặc những cái thủ công thủ gì, cái chương trình hay là toán học toán gì hay ngoại ngữ ngoại u gì đó, để cho con mình có trình độ vấn đề học vấn đó, thì tôi công nhận có. Vì khi nó tiến bộ, nó tiến lớn, nó tiến bộ với lại trình độ học vấn, đặng nó có thể là thi quan đỗ trạng, nó làm việc này việc kia ví dụ vậy, thì cái chuyện đó thì có cha mẹ có thể dạy được. Cha mẹ nó là người ngoài đời biết cái gì mà dạy con tu hành, tôi có tin. Chuyện đó là mình suy nghĩ một cái là mình thấy cái trực giác mình suy nghĩ mình hiểu rồi, làm gì có chuyện đó chứ, không có đâu. Em bé này cái gì nó cũng trực giác mà nó tự suy nghĩ. Yeah. Bây giờ chú thấy là một cái gì mà mình suy nghĩ vậy thôi, cái này đừng có nói gì, mình suy nghĩ rồi hả, tính tại mình đừng, bây giờ mình nhìn vào những cái tinh hoa mà tốt của em bé đi rồi mình sẽ thấy những cái trực giác của nó tự phát. Còn nếu một khi mình đã có một chút xíu gì vấn đề mà nghi nan, yeah, thì mình thấy rồi mình bắt đầu mình hơn nghĩa là không có niềm tin rồi. Yeah. Thì bây giờ mình có quyền bình luận nó trái chiều. Yeah. Nhưng mà nếu mình nhìn vào những cái tinh hoa của nó thì mình thấy ví dụ như bây giờ ví dụ bữa nói chuyện với cái chú Bình Dương đọc là. Yeah. Em bé nói cái vụ từ thiện. Yeah. Bây giờ đầu tiên thì em bé nói coi bây giờ chú sống 80-mấy tuổi gì rồi. Yeah.
Thì chú thì coi mình nói vậy rồi, coi bây giờ sống tám mấy tuổi nhưng mà chú đi làm từ thiện thì chú sống dai, sống được thì hối nhiều nó vẫn ngàn tỷ. Cái này là cái trực giác. Bé đầu tiên là em bé tự nhiên hỏi hỏi coi coi giùm ông kia biểu coi. Rồi con bé này nó coi nó sống vậy. Rồi em bé nói nhưng mà chú sống vậy chú phải đi làm từ thiện. Cái này là trực giác, nó trong cái giờ liên tục nó nói liên tục. Vậy đâu. Chú suy nghĩ đi, tự nhiên nghĩa là nó phát theo cái trực giác bẩm sinh của nó là nó nói liên tục. Thấy không? Là mình cứ suy nghĩ một cái chuyện đó là mình thấy rồi, nhưng mà bây giờ bình luận là trái chiều. Là không thấy những em bé trực giác những cái điều thiện đưa ra để khuyến khích cái ông này làm từ thiện là cái tinh hoa tốt. Và có những người mình trái chiều mà nhìn vào cái chuyện này. Có nhiều người ở trong tôn giáo đạo giáo tu kiểu sao không hiểu mà nói gì. Cái này là dị đoan. Thấy không? Coi bối là không đúng. Dị đoan là coi bối không đúng. Một mình nói một cái chuyện vậy thôi, rồi bây giờ giống như mình nói em bé mới 4 tuổi thôi. Tôi thì tôi không có nghĩ vậy. Bởi cái này là cái trực giác của mỗi em bé đều có một cái suy nghĩ rồi trực giác nói ra. Thấy không? Có những cái nghĩa là đâu phải nó cố tình. Cái sự ngây thơ hồn nhiên của những đứa trẻ mà mình đi nhìn vào đó làm cái gì. Bây giờ nói cái chuyện cố tình nè, phải nên nói nè. Cái này mới là nên nói nè, cái này mới là dị đoan nè. Tự nhiên là tiên tri nói năm 2000, thấy chưa, rồi mất không khí, mất ở đâu. Rồi ngày 14 tháng 10, tiên tri gì đó, rồi gà ngựa gì tùm lum, rồi mèo chuột gì đủ thứ chuyện, mà đó mình thấy. Thấy chưa, một khi mình nói rồi người ta quăng má, cái này mới là dĩ đoan, mới dữ dội, cái này còn hơn con bối nữa. Nhưng mà lại không thấy cái sai, một việc. Không phải là nhiều cái vị thầy tu gì đâu tu không hiểu. Mà nói em bé này có những cái cũng dị đoan vậy. Mình nói dị đoan á. Thì bây giờ mình suy nghĩ là trong các tôn giáo đạo giáo tu nó hết. Nếu mà người nào không dị đoan là không bao giờ dám đi tu. Mình phải dị đoan là mình có sự một sự tín ngưỡng để làm gì? Là cái sự tinh tấn. Thì bây giờ em bé này nói cái chú này 87 tuổi động viên đi làm từ thiện là cái việc rất tốt. Cái này không phải là gì đó. Thấy không? Cái này không phải gì đó. Cũng như giống như mình bây giờ đi tu cho đạo Phật rồi nói giờ mình ráng tu sao mình thành Phật. Cái này gì đó không? Thấy không? Không có gì đó. Cái này là gọi là cái câu khuyến khích, động viên. Nếu mình tôn giáo thì người ta cho rằng như vậy. Nhưng mà em bé thì động viên cái chú này ráng làm từ thiện sống 87 tuổi thì lại nói là gì đó. Thấy chưa? Sao mà mình mà bộ não mà lúc này không biết là mình suy nghĩ kiểu sao tôi không hiểu. Nhưng mà mình lại đi ngồi với bè bạn nói chuyện chơi thì anh ơi chị ơi giờ mình ráng tu đi để nữa rồi mình tránh nghiệp này nghiệp kia. Còn thậm chí còn nói. Mình nói một cái chuyện này thôi giờ anh ăn mặn rồi. Anh ăn chay nói chuyện chay với ông mặn mất cười lắm. Ông này ăn chay nói ông kia ông mặn. Mình ăn mặn rồi nữa mình phải trả cái nghiệp. Đầu thai là trả nghiệp. Có nhiều người nói thì chết xuống rồi nó rỉa. Ăn tép nó rỉa lại rồi ăn cá nó rỉa mà ăn heo nó rỉa lại. Cái này nói cái này là cái gì cái trời cái này nó còn hơn là coi bối 87 tuổi. Bằng chứng ở đâu mới được? Bởi vì nếu cái chuyện gì mà anh nói không có bằng chứng, mình đưa không có cụ thể là dị đoan. Bởi tại sao có những cái bác học mà người ta diễn chứng cho mình thấy, mình gọi là bác học. Bác học người ta nói cái gì là có diễn chứng cái đó. Nên người ta gọi là bác học thực tại. Còn có những cái tâm linh nó mình nói là những cái việc mà mình nói là trợ, mình nói tới, nói lui, nói hồi nó không có cái gì diễn chứng. Tại người ta nói mình là dị đoan. Mà dị đoan là những cái việc mà chú nói mình nó không có bằng chứng là dị đoan. Đó là cái việc đó, nhưng mà không có, mà họ không nghĩ vậy. Không nghĩ vậy đó chứ, khổ chuyện đó. Bây giờ mình làm từ thiện thì nhờ đó mà anh Độc Lạm Dương đã kêu đó, rồi bắt đầu nói cái chuyện ngàn ký gạo đó. Phát 1000 ký gạo để anh có thể trao một món quà từ kênh Độc Lạm Bình Dương. Thì sau khi cái chú Độc Lạm Bình Dương này đó, tôi nghĩ là chú đi phát 1000 ký. Theo tôi suy nghĩ mà về cái tâm lý thôi, thì chú thấy em bé này nhỏ tuổi. Thì mà lúc mà em bé nói là chú cười cười đó là chú mắc cười vậy thôi, là em bé là mình cái hồn nhiên nói rồi mình mắc cười mà. Nhưng mà chú về chú vẫn làm. Chú về chú bạn vợ cũng vẫn làm. Là bởi vì một đứa trẻ biết nói một cái lời thiện động viên mình thì bây giờ mình có khả năng thì mình làm.
việc thiện mà đâu có việc sai đâu mà ông làm. Thành ra cái đó thứ nhất là làm cái gì, làm để cho em bé chứng minh rằng là cái lời bé nói đúng. Thứ hai là để cho em bé ngây thơ trong cái hồn nhiên cái tuổi đó, là cho em bé vui. Thế không thì số này không có tiếc ngàn ký gạo. Làm từ thiện mà tiếc gì, làm kể trúng chuyện cứ làm đi. Rồi sau khi xong rồi thì nó có một cái việc này. Cái này mới là cái chuyện quan trọng về vấn đề trong tôn giáo. Thì đầu tiên trước nhất là ở chùa Hoằng Pháp, nghĩa là có lời mời bé để tới dự một cái cuộc giao lưu. Mà trong cuộc giao lưu đó là cũng có hàng ngàn Phật tử. Buổi lễ đó mình mới nói nha. Thì sau khi giao lưu xong rồi thì ở đó Đức vô đó thì những người thiện nam tín nữ gì ở đó, những Phật tử trong chùa Hoằng Pháp, rồi lúc này thấy em bé tới rồi, người này nhìn thấy trong đã ngồi đứng vậy rờ đầu nắm tay nịnh quá rồi, cưng rồi. Cưng lắm, giống như con cháu mình vậy, thấy không, mình thấy cái niềm vui đến với Phật Pháp. À, quan hỷ quá, vui quá, mình thấy vậy, mình mà gặp mà người thân vậy, mình đứng ở ngoài, mình có môn mà cảm động luôn. À, đó. Rồi thêm cái việc, em bé được ngồi ngang với quý thầy, mời lên ngồi ngang để cho quý thầy thương yêu quá. Rồi quý thầy động viên, rồi cuối cùng trong cái cuộc giao lưu, thì quý thầy cũng đưa ra nhiều cái chương trình, nghĩa là biểu dương về em bé, nghĩa là về Phật Pháp, về tinh hoa Phật Pháp, rất là tốt. Em bé có những cái khiếu về trong vấn đề tinh hoa Phật Pháp. À, quý thầy nó cũng thừa nhận vậy. Thành ra cái việc đó thì giờ sau khi rồi em cũng được phát quà. Còn nếu bây giờ mình có những suy nghĩ trái chiều đó, thì mình lên đó mình góp ý với quý thầy đi. Đó, nói chuyện với em bé, chị em bé biết gì đâu, nói đúng không, cái chuyện mình cũng ấy, nói với quý thầy. Đó thì bây giờ rồi quý thầy người ta sẽ tư vấn cho mình nghe những cái chuyện gì về vấn đề tâm linh, về vấn đề cái gì gọi là tốt xấu của trong cái đạo Phật, về cái vấn đề vậy của em bé là như thế nào, có những cái ưu điểm vậy thì quý thầy người ta rành đó, cái chuyện mình đã tu đạo Phật thì nó rành rồi. Mình biết gì đâu mình nói, tu đâu biết gì. Mình thấy cái việc tốt là ba điểm tốt để mình biểu dương. Thứ nhất là vấn đề em bé tự nguyện ăn chay. Mà suy nghĩ lại đừng có nói cái câu ăn, ai ăn cũng cái này bình thường nha. Cái chuyện này không có đúng rồi. Ăn chay chuối là bình thường gì. Thấy chưa? Có người người ta ăn chay sáng ăn món này chiều món kia vậy mà có khi người ta còn ăn chỉ có 6 ngày, 10 ngày. Chứ đừng có nói chi mà ăn với chuối. Mình thấy không? Có một câu mà bé nói con rất là cảm động, rất là hay như thế này. Mà khi mà kênh Độc Đạo Bình Dương mời bé đi ăn ở nhà hàng đó, thì có rất nhiều món chay. Thì anh Phú mới mời bé ăn món chay, kêu ăn món này nhưng mà bé không ăn, bé chỉ ăn cơm với chuối. Thì anh Phú mới hỏi sao con thích ăn cơm với chuối. Thì bé trả lời câu này con rất là thích, tức là con vẫn ăn chuối vẫn được. À, con ăn chuối vẫn được, vẫn thấy ngon. Tuy là mình ăn chuối nhưng mà cảm rất là ngon, chứ không phải ăn những cái món mà ăn chay kia mà ngon. Cái câu đó là tự hồn nhiên bé phát ra. Thì đó, bởi tôi nói nếu mà mình chịu khó, mình chịu khó. Bởi tôi nói tại sao mà chú Độc Lạ Bình Dương này, chú có nhiều cái thiện cảm, mà ưu điểm nhất là cái chuyện gì của bé này chú cũng thích. Bởi vì chú là cái người trực tiếp. Trực tiếp nghĩa là gặp em bé trực tiếp và theo dõi những cử động, những cái sinh hoạt của em bé. Thành ra từ ngôn ngữ cho vấn đề đi đứng nằm ngồi, chú này suy nghĩ. Nghĩa là khi mà chú dám đăng lên là chú hỏi những câu này câu kia, chú này đâu phải là câu âu câu riêu. Mình nói cái chuyện nó không đúng đâu. Bởi vì chú thấy đầu tiên là thấy có quan niệm, tại mình suy nghĩ cái chuyện đó. Chú thấy em bé này có những cái việc không phải bình thường. Nên em bé chú này muốn đăng lên để cho những người trên cộng đồng mạng xem thấy những cái việc em bé không có bình thường, là có những cái ưu điểm tốt. Để chú này muốn nêu lên để cho người ta chiêm ngưỡng vấn đề cái ưu điểm tốt của em bé. Chứ thật ra chú nghĩ là chú không có câu u câu queo gì đó mà nói vậy, cái chuyện không đúng đâu. Chú có là bao nhiêu tiền, bây giờ tôi nói là bao nhiêu tiền, tôi nói xin lỗi bây giờ nếu mà trong những cái clip vừa rồi đó, 10 ngày nay hay nửa tháng nay, tôi cho chú lãnh 30 triệu đó. Có đáng không? Đối với chú này tôi nghĩ không có đáng đâu. Thì ví dụ thay vì nửa tháng chú được 30 triệu rồi chú đi quay này kia chuyện khác, chú cũng vẫn có 15 triệu, 20 triệu. Thì cái này nó đâu có cái gì đối với chú. Ít tiền một chút tôi nói dụ. Nhưng mà chú cũng vẫn có kinh phí.
bị đâu phải chú là người nghèo. Mình phải nói thẳng vậy đi, chú chưa phải là cái người nghèo nữa. Đó, rồi mình thấy cái việc làm của chú nó cũng có nhiều cái lợi ích trong cái xã hội, rồi mình nên động viên, mình nói gì chứ. Thì rồi quay lại là tôi thấy là nhiều cái việc mà nói em bé coi bối, đa số là lên phê bình em bé dị đoan. Không, này là không có đúng. Tôi thấy cái chuyện này nó không có lãng quẻ là lãng nhất luôn. Cái chuyện đó là cái hồn nhiên của em bé nó phát sinh nó nói. Cũng như cái bữa vô nhà hàng vậy thì chú thấy cái việc đó bây giờ biểu ăn nó không ăn. Là từ đâu nó có những cái đó. Thấy không? Từ một cái trực giác và cái gì? Và một cái khiếu của nó. Nó tự bẩm sinh của nó rằng nó phải thích như vậy, cái ưa thích của nó là như vậy. Mà những câu hỏi của anh là Phú á, nói cho bé đều là hỏi người lớn không à, nhưng mà bé vẫn trả lời được. Đó, nó rất là hay. Thành ra chú thấy đó, bởi mình mới theo dõi từ cái cử chỉ hành động rồi cái việc nói của bé, mình mới thấy không phải là cái chuyện mà bình thường. Thấy không, mà thiếu gì ăn mà tự nhiên bé trả lời cái này là em bé thích vậy. Chú thấy cái thích rồi. Chứ không thì bé cũng đòi ăn cái này cái kia. Trời ơi, con nít mà chú thấy mà để nói mình nói suy nghĩ nè nha. Mình có con cháu đi mình nuôi mình biết hả? Sáng cho nó ăn này lát đòi ăn kia. Mà cho nó ăn buổi sáng này đó, buổi chiều đó, có khi mới cho ăn khác, chiều cho ăn rồi mai đổi món khác, mà mai chú mua nữa. Chú mua tao cháo lòng đi rồi mai chú quốc tô nữa là nó không có ăn. Nó quan liền á, vậy mà con này bữa nay chuối ngày mai cũng chuối. Theo mà quan trọng cái chỗ hay là nó ngồi trước những món ngon, cao lương mỹ vị mà nó không ăn. Cái này là cái gì? Mà nó chỉ mới có 4-5 tuổi thôi. Nó đâu có biết cái gì là cái gì, mà đâu có biết là ăn chay đúng hay là ăn mặn đúng. Cái trực giác của nó bẩm sinh là nó cảm thấy nó ưa thích vậy, nó làm vậy. Tôi nói đó là mình kêu cái tiềm thức. Cái người thích vậy, thành ra người ta có cái khiếu bẩm sinh rồi. Thấy không? Mình nói vậy thì thường thường người ta nói bộ não con người ta khôn quá, người ta nói gọi là thiên phú. Thì cái này giống như là cái sự trời đã định cho nó. Mình nói vậy. Cái bản tính nó vậy, người ta nói vậy. Cha mẹ sinh thân, trời sinh tính mà. Đã cái tính nó vậy đó. Thì qua câu chuyện đó thì rất nhiều người lại bảo là đừng có thần tượng quá, bé tượng lam, bé còn nhỏ quá, rồi đừng có đưa ảnh bé lên rồi nói gì nói nọ. Nhưng con thấy một cái này rất là hay. Và bé tượng lam có một cái thần lực gì đó rất là lớn mà nói rất là nhiều từ người tin tưởng. Giống như anh Phú Độc Lạ Bình Dương từ phát tâm mà cúng dường 1.000 ký gạo cho bà con, thì qua lời kêu gọi đó thì rất là nhiều khán giả xem kênh của anh Phú đã nhắn tin và điện thoại cho anh Phú rằng tôi cũng đã phát ra 1.000 ký gạo cho bà con, mà rất là nhiều người đều làm như vậy. Thì cái sự đó làm cho bà con mình, những người nghèo khổ á, thì năm nay có gạo để mà ăn Tết. Thì cũng vì một lời nói của bé được làm thôi, nhưng mà đã thay đổi được cái tất cả mọi người ý nghĩ và cái hành động. Thì bây giờ mình suy nghĩ, tôi nói chú nghe, có những câu nói ngây ngô của em bé người ta bắt lỗi. Em bé nói là em bé là đệ tử của Quan Âm, rồi mình nói dụ em bé này nọ, rồi người ta bắt lỗi. Thế không, người ta đừng có tôn sùng em bé này quá. Thì bây giờ tôi nói là cái việc gì nó đã qua rồi là không có cơ hội. Bây giờ chú tới nè, chú tới nhà chú quay rồi, bây giờ nó về, chú về lại một lát nữa, nhiều khi tôi bận con chuyện chưa chắc gì tôi nói nữa. Rồi bây giờ mình nói một cái chuyện nó giống như bà Diệu Thiện, thấy chưa, chỉ có một lần bà chữa bệnh cho cha bà thôi, thấy không? Như vậy thì từ chỗ đó người ta thấy một cái sự linh nghiệm mà ta công chứng cho tới bây giờ. Cho bà đâu có làm việc gì để công chứng nữa đâu, từ cái bệnh cha bà mắc bệnh cùi mà bà chữa được. Rồi như vậy thì mà người ta chỉ công chứng là một cái sự mầu nhiệm, tín nhiệm cho tới bây giờ nhắc đó. Rồi bây giờ nhắc tới cái bà Quan Âm mà Thị Kính, người ta nhắc mấy đạn nào, chỉ nhắc có vấn đề là giả trai vô đó rồi bị đòn không khai. Chỉ nhắc có một cái ưu điểm vậy thôi. Còn ngoài cái việc bà tu đó, bà ở như thế nào mình đâu có nghe nói, bà tụng kinh đó là thường ngày bà sống sao đâu hiểu. Những cái việc gì ưu điểm trong một cái thời đó là mình được biểu dương phát dương. Thì em bé trong cái lúc này là em bé đang có một sự ưu điểm để được phát dương. Còn cái chuyện 10 năm, 20 năm qua năm tới là cái chuyện đó để tới rồi tính sao. Mà quan trọng là cái thời giờ này em bé làm được những việc tốt. Thì bây giờ trong cái kỳ thi, tôi nói dụ bây giờ anh học hết cái lớp 5 rồi, bây giờ anh thi lên lớp 6, thì bây giờ anh đang thi, rồi bây giờ giám khảo người ta đang chấm điểm cho anh. Đúng không?
Thì bây giờ để người thấy anh là một học trò giỏi, anh được đứng lên để người ta phát biểu, người ta phát dương, người ta phát quà, người ta tặng quà, người ta phát biểu, biểu dương. Là cái việc của người ta, còn qua năm này chắc gì nó đậu rớt, đậu muộn là cái chuyện của nó. Thấy không? Mình không có quan trọng cái việc về sau. Mà quan trọng là ngay phút này, mình nhìn vào cái tinh hoa của nó để rồi mình học. Cũng như tôi nói vậy. Mà tôi nói ví dụ thời của Đức Phật, ông thành Phật ở đâu? Chỉ có một sự giác ngộ. Cái việc ông đi ta bà thế giới, ông nói cái gì đâu ai biết. Nhưng mà cái sự tinh hoa của Đạo Phật, người ta chỉ nói cái gì? Tình thương và nhân quả. Nếu người tu trong Đạo Phật không có tình thương là người đó chưa biết Đạo Phật. Người tu trong Đạo Phật không lấy cái nhân quả để tu là không biết. Chỉ lấy bao nhiêu là mình muốn mô tả, nhiêu đó mình mô tả. Là cái việc đời sau. Thì bây giờ nếu đời sau này người ta nhìn vào em bé này, người ta cảm thấy em bé này có đạo đức, thì cứ ghi những cái tiền sử hiện có mà em bé đang làm. Những cái sự mà em bé đang có thì cứ chép lịch sử lại đi. Chép lịch sử lại. Thế chứ? Thì bây giờ cái lịch sử này mình có thể chép lại để mình dạy con cháu mình, nó chưa phải là sai. Con cháu mình mỗi ngày, tôi nói ví dụ mình nói con ơi mà sao mà con không có học bé Tường Vi, sao mà bữa nay sáng rồi cha mua cho con tô cháo rồi thịt dày mà đầy, mà bây giờ con ngồi con giải tử con không chịu ăn. Mà em bé Tường Vi đó người ta chỉ có cái trái chuối rồi với mà cơm người ta ăn vậy mà người ta cũng ăn được. Mà ta cũng tròn ở Tường Lam. Mà người ta cũng tròn trịa dễ thương, còn con làm vậy nửng nịu vậy nhìn thấy nó còn không có được dễ thương. Thấy chưa? Rồi bây giờ mà sao con không có chịu học kinh để con hiểu lễ nghĩa đạo đức, mà con đi tối ngày con đi chơi game rồi tối ngày rồi con đi múa tay múa chân rồi vô phép vô tắc. Thấy chưa? Một cái việc đó mình phải nên suy nghĩ để dạy. Còn điều thứ hai là vấn đề từ thiện. Người ta nhỏ tuổi người ta mở miệng bất động viên từ thiện, còn mình ở đây sanh con cháu ra nói cái hổ ngược, ngổ ngược. Thấy không? À, thậm chí rồi mày tao mi tớ. Thì mình thấy một cái việc đó là mình bây giờ mình nên suy nghĩ là vậy. Thì bây giờ những cái tinh hoa của em bé tôi nghĩ thì bây giờ mình nên chép lại để cho đời sau này, để cho nhìn thấy cái hư dốt của những con cháu mình chỉ để học. Thì cái việc của bà Quan Âm Thị Kính thì, bà, thì bây giờ Đức Phật cũng vậy. Người ta hâm mộ ông từ chỗ nào, cái việc đạo đức của ông mình không hiểu chỗ nào. Thậm chí là bây giờ kinh sách viết ra thôi, nhưng mà mình bằng chứng cụ thể là ông này là ông Thái Sử Sĩ Đạt Ta. Một con người là một vị thái tử. Thấy không? Là sớm muộn cũng sẽ làm vua. Có một mà có vợ đẹp con xinh là rõ ràng bằng chứng cụ thể. Nhưng mà cuối cùng ông đại nguyện ông bỏ đi, trốn đi tầm đạo giải thoát. Thành ra người ta nghĩ cái việc làm của ông nó hy hữu quá, cái chuyện này ai mà dám làm. Cái người ví dụ nhà giàu hơi hơi còn bỏ chưa dám bỏ. Mà thậm chí giờ có ông này có 2-3 công đất mà cũng chưa dám bỏ. Rồi thậm chí bây giờ trong xã hội bây giờ nhiều người mình nói gì một cái miếng ăn nhỏ mà có khi còn chém giết lẫn nhau. Còn ổng là một gì sắp làm đế vương rồi bỏ luôn. Rồi bây giờ nói sao tới vụ Nhân Tông cũng vậy. Người ta đâu có nghĩ lúc Nhân Tông cũng lên ngồi tu thế nào đâu vậy mà bây giờ cũng được làm Phật Hoàng. Là bởi vì tại sao vậy? Là bởi vì các chư tăng ni người ta thấy cái việc của ông này tự nhiên làm vua. Mà ông bỏ người ta lên núi ngồi, ông ngồi tu. Là cái việc quan trọng là cái chỗ người ta biết buông bỏ. Mà buông bỏ là buông bỏ cái gì? Buông bỏ một cái địa vị tối cao mà người đời này không thấy được. Chứ không phải là bỏ sân, bỏ si. Không phải là bỏ mê, bỏ này, bỏ kia. Cái chuyện này sân si là cái chuyện tầm thường. Thấy không? Anh sân, anh quấn người ta quấn lỡ thôi. Anh nhịn thì anh bản thân đi. Nhưng mà bỏ cái này mới là cái chuyện người ta đáng nói. Đó thành ra những cái sự tinh hoa đó người ta đúc kết nhắc tới nhắc lui. Cái vụ ổng có vợ đẹp con ngoan không thèm. Vậy thôi. Mình đâu có làm được chuyện gì, nên cuối cùng tôn sùng ổng là một bậc thế tôn. Mà cái việc đi hành đạo của ổng thì ổng nói thì để bây giờ ghi lại, thì bây giờ sách sử thì ghi thì học thêm những cái việc ổng nói này nói kia. Nhưng mà quan trọng là cái tinh hoa, cái đúc kết, cái việc làm đầu tiên của ổng không ai làm được. Thiện Trần Nhân Tông cũng y vậy. Đâu có biết lên ông ổng tu kiểu gì đâu mà đâu có biết. Ổng đâu có nói gì đâu mà ổng cũng thành Phật đó. Thấy chưa? Còn em bé này người ta biết nói tiếng thiện nè. Người ta biết ăn chay. Mà ăn chay đó, ăn chay kiểu họ em bé đó không phải bình thường. Một đứa trẻ mới 4-5 tuổi mà tự giác ăn chay mà ăn với chuối mình thấy đâu bình thường. Rồi thêm một cái việc tụng kinh. Thiếu gì cái diễn chơi nít mà chú thấy giờ con chú đó, chú có con rồi thôi. Ở chú đưa máy nè, chú đưa máy nè, máy điện thoại đời mới đời cũ nè, chú đưa nó bấm riêng nó phái cái chương trình thiếu nhi. Nó phái chơi gù gồ, gồ giết gì đó.
Rồi mình nghe cha mẹ rì hoài đó, thiếu nhi rồi hát, rồi bắt đầu hát, cô sau đó hát theo. Cái chuyện đó mới là những cái chuyện, cái đó là cái gì? Mình thấy đứa trẻ nào nó cũng thấy đẹp, thích thì nó thích, nó làm. Cái chuyện đó bình thường. Còn cái chuyện mà đi tụng kinh, tụng sách đâu phải thường thường. Chuyện nó bình thường. Không phải, không có bình thường. Còn chú độc lạ Bình Dương này, nó thương bé này, tôi nghĩ là đúng rồi. Quý thầy ở vòng pháp người ta cũng cưng, khi mà chú thấy cái bữa mà giao lưu ha. Cả ngàn người đó không lẽ người ta không có nhận xét hả? Quý thầy chùa Hoàng Pháp, chú biết không? Một ngày người ta tiếp xúc bao nhiêu Phật tử? Rồi một năm nữa người ta tiếp xúc bao nhiêu trẻ em? Chứ một tháng người ta có một cái khóa để mà mở ra, để mà dạy kêu bằng gì và Phật Pháp Phật gì là từ cái bé từ 4 tuổi tới 8 tuổi gì đó. Một tháng người ta làm lần. Đó, thì mình thấy trong cái năm nào cũng vậy, một tháng người ta làm lần, trong một năm 12 tháng người ta có 12 lần như vậy, ta gieo duyên mà trong một khóa đó có thể nói là 5-7 cả ngàn người, 5-700 cả ngàn. Thì mình không hiểu cái việc người ta hiểu hay sao? Thì người ta thấy tại sao mà trong cái việc một năm mà chưa thấy biểu dương bé nào. Mà tên bé này tự nhiên mà quý thầy mời đi về giao lưu để biểu, dương. Thì mình thấy cái này là bình thường hay gì? Mình suy nghĩ mà thiển cận là cái chuyện nó không có đúng rồi, đúng không? Em bé này nè, nó không giống như những em bé, nghĩa là tới để ngồi nghe giảng Phật thất, để tới ngồi tu mỗi một tháng có một khóa. Thấy không? Mà 12 tháng là 12 khóa. Mà chưa nghe quý thầy mời lên để mà giao lưu, để mà biểu dương. Mà em bé này chỉ mới có vài bữa là quý thầy mời đó rồi. Rồi mình thấy một cái việc vậy là mình hiểu là việc lạ rồi. Đó là mình suy nghĩ những cái gì mà tôi nói cái đúc kết cái sự tinh hoa. Thì tôi nghĩ nếu mà mình có con cháu thì mình cũng nên nhìn lại em bé. Mà lấy em bé để biểu dương. Và tôi nói một cái việc khi cơ hội nó tới mình phải nên nắm bắt. Bây giờ đợi em bé này 10 năm, 20 năm như quý vị đợi. Cái tuổi thọ nó quý vị có đón được, cái tương lai nó có hiểu không? Con người ta bữa nay chết nay sống mai. Thấy chưa? Nếu mà con người mình biết được mình sống được 5-7 năm cho chính bản thân mình thì bữa nay mình làm rồi chứ không có đợi ngày mai. Có nhiều người ta còn hẹn ngày mai. Để có người nhiều người không đồng ý là ngày mai. Việc gì bữa nay tới thì làm không cần hẹn ngày mai. Có những người ta suy nghĩ vậy. Bởi người ta đâu có biết ngày mai là sao đó. Bữa nay cái việc gì tới thì cứ làm. Đợi ngày mai biết ngày mai mình còn sống không mà làm. Đó chính bản thân mình bây giờ mình cũng hiểu vậy. Thì cái bây giờ em bé nghĩa là trong cái thời điểm em bé bây giờ, em bé đang trong một cái thời kỳ nghĩa là phát dương quang đại. Vào cái thời này thì mình cái kiểu gì đó, bắt gì nên bắt cơ hội. Nắm bắt cơ hội đó. Vậy đó, cái chuyện này là đúng chứ không phải sai. Nếu mà suy nghĩ rằng đợi rủi 10 năm 20 năm sau biết nó còn không mà đợi. Thấy không? Tới 20 năm sau đó mình nói dương bé như ý. Giờ phai thời cái hồi đó lúc nó 8-9 tuổi, nó nói được những điều tốt. Thấy chưa? Bây giờ còn lũ tới bây giờ không biết nó mà làm cái gì. Mình thấy cái trẻ em bé như ý không làm, nhưng mà mình vẫn nhớ là cái tinh hoa của em bé thời 8-9 tuổi, em bé nghĩa là lên giảng kinh rất là hay. Nhớ toàn bộ trong những cái quy kinh rất là giỏi. Bây giờ em bé làm gì mình đâu có biết đâu, nhưng mà mình cũng vẫn nhớ cái tinh hoa của em bé. Thấy không? Rồi có những người bị rồi sao hay quá rót, cái đó là mình nên suy nghĩ những cái điều tốt trong đó. Rồi bây việc bây giờ nếu mà đợi em bé như ý bây giờ có còn giống nhỏ nhỏ đâu mà đợi. Dạ, thì cũng như ở ngoài đời mình cũng như cầu thủ này, cũng như là ca sĩ này, cũng nổi lên một thời nào đó thôi. Đúng rồi, cái gì trong cơ hội mà nó đang phát dương, cái phong trào mà nó nói là phong trào thì mình phải nên hưởng ứng phong trào. Cái thời buổi gì cũng vậy, chú phải là cơ hội mình nắm bắt thì hưởng ứng phong trào. Nhưng mà trong cái thời điểm này mà đợi rồi chờ đợi 10-20 năm, cái chuyện mà nói chuyện mắc cười quá. Có những quý thầy thì mình nói bây giờ tu nè, mấy ông tu nè. Bây giờ năm nay mấy ông tu nè, mấy ông có tin rằng 20 năm nữa mấy ông thành cái gì không? Đợi đi, thấy không? Nếu mà thành vậy thôi, giờ ngồi làm sinh thì đừng có nói gì hết trơn, đợi 20 năm nữa hả nói. Tại sao năm nay mấy ông lo nói sớm vậy? Có những người nói mà chưa có kịp chỉnh nữa đó, chưa có chỉnh mà cũng vẫn nói. Rồi mình thấy không, đó bột chột là nói rồi, bột chột mới học là nói, họ mới học là nói. Mà nói biết có ai nghe không, mà cũng vẫn nói. Thấy chưa? Còn em bé này mình thấy rồi, cái việc, cái cơ hội nắm bắt thì mình có nói. Và quý thầy ở trong chùa cũng vậy, bây giờ gặp cơ hội cũng nắm bắt. Năm nay là Phật tử nó đem lại nó cúng cho nè, nó cúng cho 1 triệu. Thấy không, để mua cái chuông.
nó sâu để qua năm rồi không lấy nữa, qua năm nó dễ lấy 1 triệu, nó đi dọc đường bị thằng kia giật mất tiêu rồi. Rồi qua năm hỏi sao bữa đưa thì ông lấy con về gặp móc túi giật mất rồi còn đâu nữa cũng. Cái chuyện mình có biết đâu mà mình nói, nhưng mà rủi qua năm mà ngân sách bại rồi bây giờ nó còn đâu 1 triệu nữa cũng vừa. Cái chuyện đó đúng không, thành ra cái việc gì cơ hội mình nắm bắt được thì cứ nắm bắt, đừng có đợi ngày mai.